Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Các nhà xe đang gấp rút chuẩn bị tăng gấp đôi số chuyến để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không đã bán gần hết vé với giá vé sốt từng ngày. Giao thông giáp Tết, giá vé máy bay sốt từng ngày. Xe khách tăng công suất 300% những ngày này tại các bến xe khách của Hà Nội, lượng khách đã bắt đầu tăng cao. Ông Phạm Mạnh Hùng, giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, năm nay nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách qua các bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300 đến 350% so với ngày thường, song lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt trên một ngày, tăng 300% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe trên một ngày, lượt khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tại bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất trong ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách trên một ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe trên một ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh. Còn tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng trên 18.000 lượt trên một ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường. Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, ông Hùng cho biết đã phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải, tổ chức bán vé điện tử, cấp lệnh điện tử, đảm bảo 100% hành khách trên xe khi xe xuất bến phải có vé. Ông Hùng nói, công ty yêu cầu các bến xe làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé. Các đơn vị có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé và vé vào trước ngày 30 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp. Ông Trần Ngọc Hà giám đốc bến xe Mỹ Đình thông tin đã có kế hoạch tăng cường 900 lượt xe trên một ngày trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai Phú Thọ, Yên Bái Điện Biên Sơn La, Lai Châu Quảng Ninh cao bằng trước nhu cầu đi lại tăng lên từng ngày bến xe phối hợp cùng các đơn vị vận tải bố trí phương tiện bảo đảm số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh theo ông Thái Văn Truyền, tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, đi lại bằng đường sắt trong năm nay tăng nhẹ so với mọi năm. Sau hơn 2 tháng mở bán vé phục vụ nhu cầu người dân đi lại dịp Tết, hiện doanh nghiệp đã bán hơn 207.000 vé. Ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 6 chuyến từ Sài Gòn đi Hà Nội, Vinh, Phan Thiết và nối thêm toa tàu với hơn 7.000 chỗ ngồi. Cụ thể, chạy thêm tàu TN4 SE24 từ Sài Gòn đến Hà Nội vào ngày 30 tháng 1, tức 20 tháng Chạp tàu SE14, sm 16 từ Sài Gòn đến Vinh vào ngày 31 tháng 1 tức 21 tháng Chạp, tàu SBT4 từ Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 11, 12 tháng 2 tức ngày mùng 2, mùng 3 tháng Giêng. Hàng không có hãng tăng gần 70.000 ghế, Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh dịp Tết, đại diện Việt Nam Airlines Group cho biết đã tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Các chuyến bay tăng cường tập trung nhiều nhất vào các đường bay nội địa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuật, Pleiku, Phú Quốc. Viettravel Airlines ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình của các trạng bay thuận chiều đã đạt trên 90%, trong đó trạng thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Đà Nẵng vào những ngày cận Tết tỷ lệ lấp đầy đạt trên 97%, một số trạng bay đang có lượt đặt chỗ cao là thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Hà Nội Đà Nẵng. Giá vé máy bay trong dịp Tết tăng từng ngày, có thời điểm lên tới 10 triệu đồng trên một người. Khứ hồi đất ngang một tour du lịch Thái Lan chọn gói 4 ngày 3 đêm. Theo khảo sát, chọn từ Hà Nội đi Phú Quốc trong các ngày từ mùng 5 tháng 2 đến 15 tháng 2, tức từ 26 Tết đến mùng 6 Tết, giao động 5,6 đến 10 triệu đồng trên một vé khứ hồi, tăng khoảng 3 đến 5 triệu đồng trên một vé khứ hồi so với ngày thường. Từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên, giao động khoảng 6 đến 7 triệu đồng trên một vé khứ hồi với khách bay chiều thấp điểm như từ thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội ngày 12 tháng 2 tức mùng 3 Tết về 17 tháng 2 tức mùng 8 Tết có giá 3,2 đến 5 triệu đồng trên một người, giờ bay không tiện lợi. Cục Hàng không Việt Nam nhận định nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay dự kiến vượt qua cao điểm Tết năm 2023 như sân bay Tân Sơn Nhất có thời điểm và có khu vực lưu lượng vượt công suất thiết kế nhà ga hành khách nội địa, do đó cùng này tiếp tục điều chỉnh tăng giờ bay slot tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ban ngày 6 giờ đến 23 giờ 55 phút từ 44 slot trên 1 giờ thành 46 slot trên 1 giờ. Các khung giờ đêm từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút, từ 40 slot giờ thành 42 slot trên 1 giờ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 dự kiến đạt 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm ngoái và tăng 21% so với lịch bay thường lệ. Cục Hàng không Việt Nam dự báo có 3 đường bay có số lượng chuyến bay khai thác nhiều nhất là Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với hơn 5.000 chuyến đường bay thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh với số chuyến bay đạt hơn 2.200 chuyến đường bay thành phố Hồ Chí Minh Vinh thành phố Hồ Chí Minh với 1.600 chuyến cùng với đó ba đường bay có tỷ lệ tăng phục vụ Tết cao nhất so với lịch bay đang khai thác là Cần Thơ Vinh Cần Thơ tăng 16 chuyến thành phố Hồ Chí Minh Đồng Hới thành phố Hồ Chí Minh tăng 91 chuyến thành phố Hồ Chí Minh Vinh thành phố Hồ Chí Minh tăng 340 chuyến Cục Hàng không kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải ra soát, yêu cầu các đơn vị khai thác tuyến xe buýt đi đến Cảng hàng không tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm, tăng số lượng các phương tiện đến Cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu. Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Mới đây Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng các trục đường cửa ngõ thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới. Phương án phân luồng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hoàn thiện nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tuyến đường ra vào cửa ngõ thủ đô. Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng từ trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ, giải phóng Ngọc Hồi quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại nút giao Vạn Điểm, nút giao Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, quốc lộ 6 trục Nguyễn Trãi, Trần Phú Quang Trung, ngã ba Ba La đi đường 21B quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ, nút giao Đồng Văn hoặc vào nút giao vực vòng đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Quốc lộ 6, Trục Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, rẽ trái đi đường Phùng Hưng, đến đường Trục phía Nam, rẽ trái đường tỉnh 427B, ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh, đường 21B, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về thành phố Hà Nội tại nút giao liêm tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi đường tỉnh lộ 491, quốc lộ 21B, quốc lộ 6, ngã Ba Ba La, Hà Đông. Tại nút giao vực vòng trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi theo hai hướng sau, rẽ trái đi quốc lộ 38, quốc lộ 21B, quốc lộ 6, ngã Ba Ba La, Hà Đông. Rẽ phải đi quốc lộ 38, qua cầu Yên Lệnh, quốc lộ 39A, đường tỉnh 379, nút giao với đường vành đai 3, cầu Thanh Trì. Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427 đến đường Trục phía Nam, đường Phùng Hưng, Hà Đông các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và ngược lại, đường Vành Đai Ba, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, cầu Đuống đi cao tốc Hà Nội, Bắc Giang. Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại, cầu Thăng Long đường Võ Văn Kiệt quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội Lào Cai, cầu Thăng Long tỉnh lộ 23 đường Mê Linh đi quốc lộ 2, cầu Thăng Long cầu vượt Nam Hồng đường 23 quốc lộ 2, đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội Lào Cai, quốc lộ 3 đường tỉnh 296 vào cao tốc Hà Nội Lào Cai, quốc lộ 32 đi Phú Thọ các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Sơn La và ngược lại, đại lộ Thăng Long, đường Tản Lĩnh Yên Bái, cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình, quốc lộ 6 thị trấn Xuân Mai Hòa Bình, các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương và ngược lại, đường Cổ Linh nút giao đường vành đai 3 với đường Cổ Linh, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường tỉnh 379 đi Hưng Yên Hải Phòng, quốc lộ 5 cũ đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận đi Hải Dương, cầu Thanh Trì đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi quốc lộ 18. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, từ xa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Những thông tin mới nhất về tình hình giao thông dịp Tết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.